Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền của em. Video này em xin phép chia sẻ cho anh chị một cái kèo RE trên cái nền tảng Telegram. Đây là cái kèo đối tác với cái dự án là AWVWork anh chị. Nói về cái dự án AWVWork á, là họ đã cho chúng ta khai thác trong thời gian vừa rồi và cũng đã phát hành AirDrop và cái giá cũng rất là ok anh chị ha. Em cho anh chị xem AWV nè. Thì lúc mà họ trả AirDrop cho chúng ta là cái giá nó là 0.19 anh chị ha, nhưng mà đến đây thì nó tương đối là nó đã giảm rồi. Có nghĩa là cái độ mà chịu chi về cái AirDrop của cái dự án này rất là uy tín nha anh chị ha. Rồi thì em sẽ cập nhật cho chúng ta thông tin về cái đối tác của họ. Rồi chúng ta sẽ tiến hành tham gia anh chị ha. Rồi anh chị vào trong cái nền tảng ít giùm em ha. Sau đó cô bác anh chị mình gõ cho em cái chữ là AWVWork nè anh chị. Cách đây 21 giờ họ có một cái thông báo. AWV chiến dịch lớn tham gia ngay và kiếm phần thưởng miễn phí sự kiện là AWV với cái dự án là Mozo mang lại AirDrop miễn phí. Rồi cái này á, Mozo là công ty tiên phong xây dựng lớp kiến thức tự nâng cao lớn nhất thế giới về IELTS. Đây là cái kênh chính thống của bên dự án anh chị nha. Trung tâm kiến thức tự cải thiện cho IELTS. Anh chị nắm rõ nha anh chị. Anh chị có thể rồi vào trong cái trang web của họ để chúng ta cập nhật thêm cái thông tin anh chị ha. Rồi. Cái kèo này cũng đã có tích xanh và đạt được 173.033 người theo dõi ha. Kèo này rất là xịn nha anh chị ha. Anh chị cũng có thể rồi vào đây để chúng ta cập nhật thêm những cái thông tin từ cái dự án này. Một cái nền tảng rất là tốt. Và đối tác lớn của AWV em có đọc một cái tích là trong thời gian tiếp theo có thể là họ sẽ ra mắt một cái mạng riêng của họ luôn đó anh chị, nên cái đồng đó cũng những ai mà đã hâu rồi á, anh chị cố gắng chúng ta giữ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tham gia cái đối tác của họ, thì cái link đăng ký em sẽ để dưới phần mô tả hoặc là trong cái phần tin nhắn đã ghim trong cái video á, hoặc là anh chị cho vào trong cộng đồng của em ha để chúng ta tham gia kèo đại riêng anh chị ha. Tham gia trên Telegram. Rồi anh chị nhấp vào cái link, nó sẽ ra giao diện thế này. Anh chị có thể nhấp vào cái chữ bắt đầu ở dưới hoặc là cái chữ xa ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ là play now giùm em anh chị. Chúng ta chọn cái mục bắt đầu hoặc là xa đó. Ở đây anh chị thấy cái thời gian á là 4 giờ đúng không ạ? Thì theo em hiểu á là 4 giờ chúng ta sẽ vào chúng ta làm. Tại vì cái kèo này cũng còn mới, hoặc là anh chị làm thế này cũng được nè anh chị, đúng không ạ? Chúng ta tự làm cũng được, thì mỗi lần làm của chúng ta sẽ là gì ạ? Sẽ là một điểm, anh chị nắm rõ nha. Đây, còn nếu không á thì chúng ta sẽ chờ tới 4 giờ chúng ta sẽ vào chúng ta làm. Nếu mà qua 4 giờ anh chị không làm là có thể là sẽ dừng khai thác nha anh chị. Anh chị nhấp vào cái mục làm đi giùm em đó, chúng ta sẽ nhận được 86 điểm. Thì chúng ta đăng ký xong chúng ta sẽ nhận được 5.000 điểm nha. Còn chúng ta làm bao nhiêu thì chúng ta sẽ được bao nhiêu nữa anh chị thấy này. Rồi bây giờ em sẽ cập nhật tiếp cho chúng ta. Chúng ta vào cái mục tab ở đây nè, để chúng ta làm các nhiệm vụ cơ bản nha. Và đối với các nhiệm vụ trên X anh chị làm từ từ. Anh chị làm nhiều quá là bị khóa cái tài khoản X, chúng ta phải xác minh không phải là bot đó. Bây giờ chúng ta nhấp vào ở trên nè, follow. Chúng ta chọn go. Chúng ta chọn X. Anh chị follow ha. Xuất hiện cái chữ đang theo dõi là được. Chúng ta quay trở về đây. Chúng ta chọn cái mục check, chúng ta sẽ nhận được 1.000 point, là 1.000 điểm nha. Nó có tích xanh là chúng ta đã làm xong. Anh chị nhấp vào cái dòng thứ hai là chúng ta nhấp vào cái mục go để tham gia cái channel của họ, chọn tham gia. Sau đó like cái. Làm từ từ nha, quay trở về. Anh chị nhấp vào cái mục check, chúng ta nhận được 1.000 nữa anh chị. Rồi tiếp theo là join vào cái cộng đồng của họ luôn. Nhấp vào go luôn. Chọn tham gia giùm em ha. Rồi chúng ta đó, sau đó các anh chị mình quay trở về. Chọn check nè anh chị. Tiếp tục chúng ta mời ba người bạn. Chúng ta chọn go. Thì ở đây á là cái link. Ở đây là cái link. Đúng không ạ? Đây là cái link mà là với cái link này là cái link giới thiệu của em, cũng là cái link hồi nãy cô bác anh chị mình nhấp vào đó. Còn cô bác anh chị mình sẽ có một cái link và cái code mời khác anh chị ha. Đó anh chị nắm rõ ha. Rồi ở đây có thông tin liên quan, chúng ta có thể là
lên Google dịch để chúng ta dịch thêm ha anh chị ha. Rồi. Cái này thì em chưa có làm được cái nhiệm vụ này. Chúng ta vào cái mục task. Chúng ta tiếp tục cái nhiệm vụ cuối cùng link do quá lạc. Chúng ta chọn go. Cái này giống như là họ kêu mình kết nối quý, để em chọn có một kết nối quý thử xem sao. Thì cái này á, anh chị có thể kết nối hoặc là không kết nối trong giai đoạn hiện tại thì tùy anh chị nha. Tại vì cái dự án này nó còn mới thật, chúng ta cũng chưa có chắc ăn 100%. Thì chúng ta chờ đợi, thì anh chị nào kết nối thì chúng ta có thể kết nối với cái quý phụ cũng được ha, hoặc là kết nối vào cái quý OKX luôn. Đó, ha. Thì một cái dự án làm ăn uy tín thì họ không có ảnh hưởng gì đến chúng ta, nhưng mà an toàn là trên hết anh chị. Nên là cái việc kết nối quý này em sẽ cập nhật trong thời gian tiếp theo khi chúng ta thấy nó ok ha. Rồi chị kết nối quý á, thì chúng ta chọn có một check xem sao anh chị, coi được hay không. Nó nói là không được ha. Thì chúng ta làm ba nhiệm vụ cơ bản ở trên đi anh chị là được rồi. Còn hai nhiệm vụ dưới này thì anh chị làm xong rồi lấy cái link giới thiệu cho bạn bè người thân của chúng ta để chúng ta tăng cái tốc độ đào và chúng ta nhận là 5.000 point. Anh chị vào có một brand ở đây, nó là cái link giới thiệu ha. Và theo em hiểu là ở đây nó hai tuyến, tuyến 1 và tuyến 2. Đó. Rồi chúng ta chọn cái mục là profile. Thì ở đây á, chúng ta nhấp vào cái viết này. Chúng ta có thể là cái này chúng ta không edit thay đổi được cái tên là ta. Nó không cho viết anh chị. Thì cái này từ từ em sẽ cập nhật thêm ha. Ở đây là cái số điểm của em đang có được 8.086. Và ở đây là cái anh chị giới thiệu được bao nhiêu người là có hiển thị ở đây hết nha. Liên do cái này là chúng ta cập nhật cái ví. Liên do account. À cái này giống như là chúng ta cho phép cái ứng dụng của họ truy cập á. Thì cái này anh chị cứ làm thoải mái anh chị. Cái này không quan trọng ha. Rồi chúng ta chọn một được rồi. Thì chúng ta kết nối thế này là để xác thực cái tài khoản của chúng ta, cái độ không phải uy tín của mình nó sẽ tốt hơn ha. Anh chị muốn thì chúng ta cứ liên kết nha mọi người. Cái này là chúng ta vào cái website của họ anh chị ha. Đây. Rồi cơ bản là chúng ta quan trọng cái mục ơn này, anh chị táp táp cho em ha. Rồi chúng ta nhấp vào ở trên, chúng ta nhấp vào cái mục bot xem sao. À cái này là cái mục chia sẻ. Thì ở đây em chưa có thấy cái chỗ mà để cho chúng ta nâng cấp cái con bot lên nha anh chị. Này là chúng ta chia sẻ này. Rồi cơ bản vậy nha, anh chị tranh thủ làm cái kèo này nó còn mới. Và cái tốc độ khai thác nó hiện tại là nó chưa có giảm. Thì mọi người cố gắng nha, và chúng ta giới thiệu bạn bè người thân. Chúng ta làm xong rồi, chúng ta táp xong rồi, chúng ta sẽ chọn cái mục làm ở đây nè anh chị. Rồi, em xin phép dừng video cho mọi người. Có gì không rõ anh chị mình có thể rơi vào trong cái phần bình luận của video này. Bình luận, hoặc là rơi vào trong cộng đồng của em ha. Để em hỗ trợ cho anh chị trong cái khả năng của mình nha mọi người.